Okay. Kính gửi lời chào đến tất cả các quý bạn. Các quý bạn ngày hôm nay cũng là coi như chờ đợi hồi hộp để xem thử Hoàng Kiều nói cái gì. Và hôm nay Hoàng Kiều rất vui được trở lại với các bạn sau cái ngày 23 tháng 12 là cái ngày mà Hoàng Kiều đã tuyên bố và có cái cuộc họp báo ở tại Hummingbird và báo cái là chúng tôi sẽ thắng cái cuộc bãi nhiệm. Thì ngày hôm nay chúng tôi cũng với cái Hoàng Kiều không có họp báo, họp bộ rầm rộ, nhưng mà Hoàng Kiều cũng là có những cái tổ chức cũng như những cái lời nói gửi gắm tới quý vị. Chẳng hạn như đây là một cái flyer, coi như là cái poster. Poster trong đó thì cái kỳ này đáng lý chúng tôi là ngày 7 tháng 3 và ngày 8 tháng 3 thì chúng tôi tổ chức hai cái sự kiện để mừng Janet Nguyễn và mừng ông Polido. Nhưng mà vì tôi sợ lắm, tôi sợ xuống dưới đó rồi có gì Hoàng Kiều mà lỡ ra mà có đem cái coronavirus xuống đó thì tôi chết cha tôi luôn. Là coi như nói là tôi đem cái coronavirus để tấn công cái thành phố Westminster, thành thứ làm tiêu điều. Thành thứ vì vậy ngày hôm nay tôi xin được dịp để cùng trình bày với các bạn. Và tôi nói thiệt với các bạn này, rất là rắc rối, bởi vì cái FPCC ông cứ dí tôi hoài, ông nói này kia. Rồi cái ông luật sư của tôi bây giờ ông nói không, thôi cái này nè, cái này mà tôi nói chuyện về cái ứng cử này kia này nọ, hoặc là những nói về những cái ứng cử viên, thì ông biểu thôi, làm cái là pay for by Kiều Hoàng, not authorized by any candidate or candidate committee. Đó. Thành thử tôi cũng làm cái như vậy, tôi hỏi ông tại sao vậy? Cái này là trên mạng mà coi như free mà. Người nào người ta nói cái gì cũng được không? Ông nói không được. Là bởi vì cái free time là trong đó có cái air time bao nhiêu, cái số lượng người coi bao nhiêu khi ông nói về Tổng thống Trump, khi ông nói về Mike Pence và những người ông muốn nói. Thì ngày hôm nay chúng tôi nói với các bạn là thay vì tổ chức ở dưới đó thì chúng tôi xin dời lại và độ ngày 10, ngày 9 và ngày 10 tháng 4. Và bây giờ tôi xin bắt đầu vào bởi vì cái bữa nay tôi nói chuyện rất dài. Thứ nhất là các bạn có biết cái ông này không? Chắc có biết rồi, gì nữa. Thì tôi phải bầu cử cho ông ta và ủng hộ ông ta. Và các bạn biết ông này, elect five president Mike Pence. Và cái ông này là ông Rand Paul for West Senate. Ông Rand Paul này là hồi xưa là ứng cử viên kình với ông Tổng thống Trump, nhưng mà bây giờ trở thành một cái người rất thân với Tổng thống Trump. Và tôi cũng đã được cái dịp để gặp, để tôi trình bày về cái vấn đề dịch coronavirus. Và sau đó các bạn coi như là bầu dùm Mike Garcia cho Hạ nghị viện Hoa Kỳ, và bầu dùm cho một cái người Việt Nam mình là ông Đinh Trần ở cho cái Massachusetts Senator, bầu dùm cho Janet Nguyễn là senator, former senator, tất nhiên là cái người cụ senator của Janet Nguyễn cho California Assembly. Và đương nhiên là phải bầu cho Westminster City Council cho tài đổ để thành cái thị trưởng của thành phố Westminster, tâm đổ thành phó thị trưởng. Và các bạn cũng có bầu cho tôi, thì tôi trung dung ở giữa hai nơi bởi vì tôi cần cả Cộng hòa cũng như Dân chủ để tôi dẹp cái vụ này ở dưới Westminster, để tôi nhờ họ làm việc cùng nhau, phối hợp làm việc để giải quyết cái vấn đề. Rồi ông elect Alan Lowenthal, elect ông Miguel Polido cho cái Orange County Supervisor District 1, và elect Remington Power, cái ông luật sư for Council Member of Westminster City mà tôi cũng đã yểm trợ rồi. Bây giờ như tôi trở về lại với các bạn hồi xưa, trước khi mà tôi nói về cái vấn đề ông Tổng thống Trump có bị impeach không, có bị coi như trút thuế không, thì đúng như tôi nói là đúng, phải không? Ông Trump không có bị trút thuế. Rồi ông Governor Gavin Newsom có bị recall không? Cũng không bị recall. Nhưng mà chỉ có cái đám này bị recall.
Chỉ có tôi mới làm được cái việc này. Và tôi nhấn lại cho các bạn cũng như tất cả quý vị rõ, trên cái lịch sử của Hoa Kỳ và nhất là ở tại cái tiểu bang California này, chỉ có hai cái vụ bãi nhiệm thành công, đó là ông Gray Davis và cái vụ ba người này. Rồi. Và bây giờ những cái gì mà chúng tôi muốn nói về đây và chúng tôi muốn nói trong cái thời gian vừa qua, tất cả cái tổ chức mà chống lại bãi nhiệm tấn công tôi rất nhiều. Và trong cái cuộc tấn công đó có nhiều cái chẳng hạn như là cái những cái họp báo của ông Trần Thái Văn, rồi đây là cái họp báo lúc đầu tiên, rồi sau này tôi mới trở lại các bạn khó phía bên này không? Cái tôi không họp báo, nhưng mà tôi khi tôi có gạo kêu gọi để vào bãi nhiệm cái bay người này. Rồi, rồi bây giờ đó, khi tôi nhắc lại một lần nữa, là khi luật sư Trần Thái Văn dẫn cái đám này và đưa cái complaint lên cho FPCC, FPCC gì không? Ông này ông có tội gì đâu, ông nó có dính líu gì, không có một cái bằng chứng gì hết. Đó mà vẫn tứ, bây giờ vẫn cứ lui tới, vẫn cứ nói về vấn đề VFPCC. Bởi vậy tôi mới phải báo cáo chứ. Ông FPCC tôi phải báo cáo hết cho ai, cho ai, cho ai. Đương nhiên chúng tôi phải làm hồ sơ đầy đủ để báo cáo. Rồi, rồi bây giờ nói về cái vấn đề mà cái ông mà Trần Nhật Phong, là cái ông này coi như là tôi không nói, nhưng mà tôi mới hỏi luật sư của tôi tháng nay là cái việc thưa kiện ông đi tới nào rồi. Ông đưa lên cái tòa án trên để coi như để lấy lại, coi như là bãi lại cái Court of Appeal, nhưng mà họ nói rồi sẽ có thể next tuần tới, và trong 40 ngày nếu ông ta file thì chúng tôi sẽ file lại trong 30 ngày. Và ông luật sư của tôi nói là I'm sure we will appeal, I'm very confident. Cái sở dĩ tại sao mà ông Trần Nhật Phong này vẫn cứ đeo đuổi, cái BBC nó sợ tôi lắm. Bởi vì qua cái vụ này BBC sợ, rất sợ. Rất sợ là tại sao không bao giờ dám mở miệng ra mà nói về cái tình trạng tôi recall. Và trong cái những cái hoạt động của tôi mà dính líu tới cái recall ở dưới đó. Và đồng thời rất sợ là bởi vì sao? Vì vậy mới trả tiền cho Trần Nhật Phong. Trần Nhật Phong làm gì có tiền để trả tiền các bạn? Ngay cả 3.000 đô la cũng chẳng có để mà đóng thuế. Mà cái business phải đóng cửa mà. Rồi, rồi bây giờ tôi nói trong lẫn đi lẫn lại trong cuốn đám này, Tony Bùi. À, cái Tony Bùi này là cái ông này là cái ông mà coi như là do Trí Tạ chỉ định vào 2017 để làm cái planning commission, rồi tố cáo tôi trước mặt mọi người là Hoàng Kiều là coi như là cộng sản Trung Quốc và buôn bán nội tạng. Buôn bán nội tạng thì đó đúng rồi, bởi vì cái phim mà Hai Phượng cũng buôn bán nội tạng, mà buôn bán nội tạng con nít. Thành tựu tôi nhắc lại rồi, lần sau có làm phim đừng có ngu lắm, nó buôn bán nội tạng người lớn có nhiều tiền hơn. Rồi, bây giờ tới cái vấn đề này, cái ông là Vương Tất Nguyễn này tôi cũng chỉ nói thôi, tôi đi qua lại thôi. À, có một chúng tôi muốn đi qua những cái đó thôi, coi cái hình ông đây. Rồi ông nói lên đến này tôi muốn các bạn coi lại. À, một cái người mặc đồ mặc đặc như vậy, quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà có thể đi ra ngoài để biểu tình và để đánh người ta. À, rồi, rồi mấy ông này thức thăng lai. Đó, các bạn đã thấy không? À, tố cáo tôi. Những cái chuyện này đó tôi để sau này tôi nói các bạn xong. Sau này rồi tôi mới tính chuyện. Bây giờ tôi tính chuyện cái chuyện rồi vào bầu cử. Làm cho sao cái đám này nó rã đi. Rồi mới tính chuyện. Rồi ông cha Nguyễn Thành. Rồi sao? Rồi ai? Tên ấy chưa nữa, thấy chưa? À, là một cái tội phạm rất lớn. Mà coi cái ông cha này, Nguyễn Thanh này nè, đứng coi nè. Thấy chưa? Họp báo đòi tôi bồi thường 225 triệu đô la. Để cái này sau này để coi ai bồi thường với ai. Đây là những cái lực lượng mà đã giúp đỡ cho cái công cuộc của ông Trí Tạ, thị trưởng Trí Tạ và mọi người để mà tấn công chúng tôi. Rồi, rồi bây giờ trong lúc tới, các bạn thấy không, ngõ trong cái vấn đề mà trong cái cuộc họp báo vừa qua, lui tới có ai? Lui tới cũng Ngô Đình Lượng, lui tới cũng cái đám này. Đấy, đây là Ngô Đình Lượng, thấy không? Các bạn thấy chưa? Rồi giúp Ngô này, quanh này.
dangerously report to police 9/11. Tôi vẫn còn đứng đây nè, dưới đó đồn là tôi bị cảnh FBI lùng nè, bị cảnh sát rượt nè, tôi đi vô tù nè, Trần Nhật Phong nói tôi đi vô tù nè. Bây giờ tôi vẫn đứng đây nè, anh nào nói tôi nghe tôi đi vô tù cho coi. Rồi đó, rồi đây ông cũng Trần Phế Văn. Tôi hỏi với Trần Phế Văn khi mà đi ra cái lần đầu tiên đó, nói về cái vấn đề cái bầu cử mượn gì đó, cái coi như là mượn đầu heo mà bán thịt chó, thì bây giờ mượn đầu heo bán thịt chó là nó cũng thành công. Và cái thành công tới cái vấn đề đây là những cái gọi là những cái người gan tơ, những cái nhóm này là cái nhóm gan tơ muốn biến cái thành phố Hồ Chí Minh lần thứ hai thành một cái thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Westminster. Rõ ràng chưa, đây này, Westminster đây, do Ngô Đình Lựa, còn Ngô Rồi Xếp Ngô đó, cái mặt đó. Rồi còn những ai bây giờ Tyler Diệp cũng như là những cái dùng đồ cái coi như Trần Thế Văn, Nguyễn Quốc Lân, Trí Tạ, Kimberly Hồ, Sa Lê Nguyễn, Michael Võ, Joseph Ngô, Tony Bùi, Trần Nhật Phong, Trade Media Network và Tech Kieu Hoang to fire again the record, tất nhiên là kêu gọi đó. Mục đích của coi như là Tây Diệp nha, đúng rồi, tôi hỏi hiểu chưa, đúng rồi, hiểu chưa. Bây giờ có hiểu chưa, hiểu tại sao mà bị recall không, tại sao mà không trúng cử không, có hiểu chưa? Hiểu chưa? Bởi vì các người đừng có nghĩ rằng là các người là cái người được bầu lên, các người có quyền làm bất cứ cái việc gì. Các người đừng có lợi dụng cái cộng đồng, đừng lợi dụng quân đội, đừng lợi dụng cái đảng Cộng Hòa để các người làm cái chuyện tầm bậy. Tôi bảo đảm cái chuyện này tôi sẽ làm cho tới cùng. Mục đích là gì? Khi đã trực tiếp gián tiếp bỏ ra gần 300.000 cho Ranh Nguyễn, tôi muốn bỏ ra cho Ranh Nguyễn để dạy các người một cái bài học. Đó, để dạy các người bài học. Ranh Nguyễn đã tìm việc làm gì sau khi thất cử? Đương nhiên, mai mốt Tyler Diệp nghe, hoặc là tên nào mà về hưu rồi đó cũng phải đi tìm việc, thấy mẹ xin lỗi đi. Cũng như Tạ Đức Trí đi tìm thấy cha đi xin lỗi đi. Bây giờ tôi nói cho rằng nghe, tìm việc cái gì? Hả? Cử nhân, coi như là về chính trị không có làm được cái gì hết. Cuộc đời làm được cái gì? Tôi hỏi tiền đâu mà có riêng ra mà bạc triệu. Tiền đâu? Làm một tháng 900, cái đó để rồi tôi nói sau. Hả? Rồi còn bên này là cái ông này là cái ông gì đó, coi ông... Trade Media, Tổng Tư lệnh Hoàng Kiều, đúng rồi, tôi tỉnh Tổng Tư lệnh, đúng rồi, ngồi đây nè, Hoàng Kiều ngồi đó, Tổng Tư lệnh đó, và hiểu chưa, Tổng Tư lệnh đó hiểu chưa, tôi dạy cho một bài học, và tôi nói cho biết, chuyến này tôi làm lớn cho tới, tôi nhờ hai cái đảng Dân Chủ Cộng Hòa hợp lại với nhau, để giải quyết cái việc này, đó là cái lý do mà tại sao mấy người, từ xưa đến nay, làm trời làm đất, cho cái đảng Cộng Hòa, về cái sự che chở của cái đảng Cộng Hòa ở dưới đó, để thắng hoài hoài. Rồi, bây giờ đây nghe nè, nói về cái vấn đề ông Lê Diệp, phải nói về tới cái đám mà trong cái ông Nguyễn Ngọc Ngàn. Các bạn hãy nghe nè, ông nói gì nè, sở chứ tôi để như vậy là bởi vì tôi muốn cái chuyện này ra, tôi làm cho tới nơi tới chỗ, nghe ông nói nè. We don't see many good looking people. We only see people like Donald Trump or Kim Jong-un. But our Prime Minister, Justin Trudeau here, is... Rồi, tôi nói cho các bạn nghe cái tên này nghe chưa? Trong cái cử vừa qua coi như tên này, bởi vì cái đảng Dân Chủ đừng lo cái vấn đề sốt vó về cái vấn đề là recall không được. Ông coi như là impeach ông Trump được. Rồi bây giờ cái bọn này nè, phối hợp với một cái đám ở bên, tôi nói cho mà nghe, đám ở bên Canada, công dân Canada hết, là ông Dr. Kích Lý này, rồi ông Báo Mai này, rồi ở bên này thì có Nguyễn Ngọc Trấn, rồi có thêm rất nhiều người. Tôi bảo đảm với các bạn kỳ này, tôi làm cho tới nơi tới chốn, tôi mời mấy cái ông này về đây, tôi điều tra và tôi hỏi Tổng thống Trump, làm ơn điều tra dùng coi, tại sao là cái công dân Canada mà xí vào cái công việc, coi như bầu cử tổng thống ở đây cũng như tụi Nga làm thế 2016. Rồi bây giờ đây, còn trong đó có việc ngủ việc Mỹ Nga Magazine ở bên này, còn ông Nguyễn Ngọc Trấn cũng ở bên này luôn, CNN, rồi Trần Minh Trung, Nguyễn Thị Châu cũng việc Mỹ, và tất cả đều có hết trong cái đám này. Rồi
Rồi bây giờ ai nữa? Trong lúc Henry đổ là coi như cái người tượng trưng bà trên đó là coi như bà Michelle Tiêu. Rồi tới Henry đổ là cái người đảng Cộng Hòa là ngón lành, coi như là đứng ra đầu đảng Cộng Hòa, là giám thị của cái quận 1 của Orange County. Tên này là coi như tôi kêu là ring leader, là cái người mà đứng đầu trong cái năm án này. Và muốn làm cái gì? Lợi dụng cái coi như cái immigration policy để make cái DACA permanent. Đó. Đây là đó, fighting to make DACA permanent. Đây là cái lý do mà chúng tôi sẽ đưa ra sau này những cái policy của chúng tôi, và chúng tôi nói về cái vấn đề này. Đó. Rồi. Bây giờ, đây là tôi nói với các bạn, tôi rất cảm ơn các bạn. Các bạn đã gửi chúng cho tôi một cái lá thư, trong đó có yêu cầu, có nói là chúng tôi, toàn thể chúng tôi gợi ý về mô hình LOS Celebrity Without Border như ở trên. Xin đề nghị quý vị luật sư Đỗ Phủ, Trần Văn Hòa và số quý vị đồng nghiệp của ông, kể cả quý vị cựu luật sư, nên thành lập ra một định chế giúp thực hiện các vụ kiện miễn phí vì công lý dân quyền của quần chúng bình dân, for the justice civil right of the American. Tôi sẽ bảo đảm tôi giúp để các bạn làm. Và tôi nói cho các bạn nghe, cái việc mà thưa kiện mình khoan cái đó, để sau này bây giờ tôi việc bầu cử đó xong xuôi, đâu vào đó, sau khi dẹp cái đám này đi rồi thì mình mới bắt đầu nghĩ tới cái chuyện này và làm cái chuyện này. Và tôi cũng báo các bạn vui là trong những cái này là ai, là trong cái vấn đề coi như trước khi mà các bạn muốn làm một cái gì đó, tôi cảm ơn các bạn đã gửi cái lá thư này cho tôi, cũng như gửi cho ông luật sư Đỗ Phủ, cũng như ông luật sư Tuấn Anh. Nhưng mà tôi muốn các bạn giúp đỡ cho chúng tôi. Giúp đỡ cho chúng tôi làm gì? Để bầu cho Janet Nguyễn và bầu cho Michael Polido trước. Đó. Rồi tôi mới có một cái thành lập, và tôi đã nói với ông luật sư Sam Ricardo rồi. Ông là cái thị trưởng thành phố San Jose, chút nữa tôi nói về cái lá thơ. Và ông có một ông luật sư nữa, cũng đảng Dân Chủ, là ông Minh Tần Ngọc, Trần Ngọc Minh. Là coi như ông này CEO của Napa Valley County nghe không? Cũng Democrat, cũng lớn lắm á bạn, các bạn à. Ông cái coi như Napa Valley County của ông chỉ có 100,000 người thôi. Nói về cái vấn đề mà về cái vấn đề mà coronavirus, ông cũng khổ sở bởi vì có hai người lên trên đó rồi cũng lùm bùm xong. Ông là Democrat, ông cũng giúp tôi, và tôi có ông Robert Blackman là có rồi. Tôi ông có Richard Root và cái 10 cái luật sư tôi đã chọn sẵn cho các bạn. Và sau đó tôi sẽ nói, tôi đã nói với anh Đỗ Phủ rồi, tôi nói luật sư Trung Anh, và tất cả có nhiều người luật sư để giúp các bạn. Nghe. Nếu mà khi mà đi làm cái luật sư, các bạn thưa gì? Thưa thì trên răng dưới giái có mẹ gì đâu mà lên cho mình, phải không? Trên răng dưới giái. Bây giờ tôi mới nói cho tôi muốn cái việc này, sau khi tôi hạ hết tất cả, tôi dời hết tất cả, recall hết tất cả và bầu cử lại hết tất cả. Chừng đó tôi mới đưa lên Thượng viện, Hạ viện làm cho một cái luật. Nếu mà không có tiền thì phải tính làm sao với chúng tôi. Và các bạn cứ chuẩn bị đi. Người nào mà bị ai kêu là Cộng sản là coi như chỉ 4 triệu 7 thôi, phải không? Cái vụ báo gì đó, báo gì thưa, báo người Việt, à người Việt thưa. Báo Sài Gòn nhỏ, báo Sài Gòn nhỏ phải bị bồi thường 4 triệu 7 thôi. Cứ một người 4 triệu 7 thôi. Đối với các bạn, cứ làm như vậy cho tôi. Và tôi bảo đảm với các bạn, chúng tôi sẽ làm cái việc này cho tới nơi tới chỗ như các bạn yêu cầu. Đây, và đừng có gửi vô trong cái Thúy Nga này kia này nọ. Chỉ có một cái đám là ông Tyler Diệp, ông Nguyễn Ngọc Ngạn với cái đám ở bên kia thôi. Rồi, bây giờ tôi nói là ông Sam Ricardo đó là cái người mà luật sư. Và cái ông Sam là cái đồ Ricardo, ông rất bực bội và ông rất tức giận bởi vì tôi là cái người cái
gọi là cái tôi không phải khoe khoang các bạn, nhưng mà đó một cái hệ niềm hãnh diện của ông. Thành thử khi tôi nói về cái chuyện này, ông nói là ông rất tiếc là thấy ông bị lôi vào cái chuyện này. Nói chuyện cho tôi có thể nói bất cứ với một người nào mà đã làm cái việc này cho tôi, cũng như tôi cho cái media họp báo trên cho họ biết đây. Và trong đó mình có 130 người ở trên đó. Tôi muốn các bạn hiểu rằng là chúng tôi nhất quyết trong cái đám này là sẽ có ông Sam Ricardo. Ông Sam Ricardo là người đứng ra để giúp cho chúng ta. Rồi, bây giờ đây, cái Sam Ricardo viết cái lá thơ cho em. Bây giờ coi như là lờ luôn. Vào ngày 14 tháng 2 năm 2020, ông Sam Ricardo viết một cái lá thơ muốn biết tại sao là cái vị cái ra cái resolution 4953, muốn biết tại sao bà Kimberly Hồ lại kêu những người mà bãi nhiệm đó là coi như terrorist, coi như người khủng bố, cũng như Hoàng Kiều là khủng bố, kẻ khủng bố. Rồi bây giờ đây, và tôi xin để mấy cái này cho các bạn coi, các bạn đọc dịch đi. Tôi biết rất ít về chính trị của thành phố Westminster. Ông Kiều Hoàng và nghị quyết 4953 của Hội đồng thành phố Westminster. Kính thưa ông thị trưởng và kính quý vị nghị viên hội đồng, tôi rất biết rất ít về chính trị của thành phố Westminster và tôi không muốn can thiệp vào vấn đề công dân sự vụ của quý vị. Chúng tôi có rất nhiều thử thách của riêng chúng tôi tại thành phố lớn thứ 10 nha của Hoa Kỳ. Tôi không biết Mỹ bao nhiêu, mấy trăm nghìn cái thành phố, mấy trăm nghìn, tôi cũng biết, tôi cũng nhớ, tôi cũng coi cái Google, tôi cũng biết, nhưng mà ông lớn thành phố lớn thứ 10. Chúng tôi chỉ muốn tập trung vào các vấn đề của chính mình. Tuy nhiên, tôi đã đọc bài văn bản nghị quyết 4953 của Hội đồng thành phố Westminster. Mặc dù tôi không thể biết được các động lực, các mối quan tâm, các lợi ích nào có thể thúc đẩy việc thông qua, tôi đã được cho biết rằng các tác giả của nghị quyết có thể tìm cảnh cáo buộc bằng cách ngụ ý rằng ông Hoàng Kiều là một người tiếp tay và hỗ trợ cho chế độ Cộng sản Hà Nội. Nếu có một lời cáo buộc như vậy, tôi không thể bất đồng ý nhiều hơn với sự mô tả sai lầm nghiêm trọng này. Và tôi viết thư này để đưa ra quan điểm riêng của tôi với ông Hoàng. Đầu tiên, tôi nên chia sẻ những đặc điểm mà chúng ta cũng có. Giống như quý vị, tôi phục vụ ở một cái thành phố với một cộng đồng người Mỹ gốc Việt đông đảo. Ở San Jose, chúng tôi tự hào có hơn 100.000 người dân gốc Việt, nhiều hơn bất cứ thành phố nào ngoài có Việt Nam trong dân số 1 triệu một của chúng tôi. Mặc dù tôi chưa bao giờ trải qua cái sự hy sinh phi thường của những người hàng xóm người Mỹ gốc Việt, những người đã thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản để có một cuộc sống tốt hơn ở đây, tôi chia sẻ với họ tình yêu mến của một nền dân chủ và sự tôn trọng sâu đậm đối với những người đấu tranh cho nhân quyền, tự do, chống lại bọn cộng sản. Tôi chia sẻ lòng khinh bỉ của họ đối với chế độ áp bức của Hà Nội. Ông Hoàng là một người bạn tuyệt vời của San Jose và của cộng đồng rộng lớn của người Mỹ gốc Việt yêu mến tự do. Khi nhiều cư dân, trong đó có hàng trăm ngàn người Mỹ gốc Việt bị mất nhà do lũ lụt nghiêm trọng vào năm 2007, ông Hoàng đã đóng góp 5 triệu đô la để giúp họ tái lập cuộc sống. Sau khi một gia đình người Mỹ gốc Việt bị mất nhà và một số thành viên trong gia đình trong cơn hỏa hoạn, ông Hoàng Kiều đã mua cho họ một ngôi nhà di động mới và sau đó góp phần giúp hội chữ đỏ thổ Hoa Kỳ lắp đặt chuông báo động hỏa hoạn ở nhiều ngôi nhà khác thiếu chuông báo động cứu sinh. Ông ta đã hỗ trợ các nỗ lực trên thành phố của chúng tôi để thông qua các dự luật để xây dựng cơ sở hạ tầng nhiều công cộng, phòng chống thiên tai và duy trì cái bền vững môi trường. Chúng tôi tôn vinh Hoàng Kiều như một nhà hỗ trợ vĩ đại và thành phố và cộng đồng đa dạng của chúng tôi. Đó là ông nói như vậy. Tôi chỉ mong rằng là ông sẽ viết cái đó và coi như ông muốn biết cái việc này và chưa thấy cái trả lời. Im luôn, im luôn. Rồi sẽ phải trả lời. Đây,
Rồi ngoài ra, rồi chúng tôi cũng đã viết một cái thơ cho bà Kimberly Hồ. Hỏi tại sao là bà nói cái luật sư của chúng tôi nói nè. Đây là cái Westminster, thành phố đa Westminster đã có cái bất hợp pháp. Đã pass một cái resolution, tức như một cái nghị quyết 4953. Rồi đồng thời những cái đưa ra những bằng chứng để mà tấn công những người như vậy, tôi không cần nói nữa. Và đây, theo cái này, luật sư của chúng tôi đã đòi hỏi rất nhiều từ cái ngày 11 tháng, cái ngày tháng 10 đó, bắt đầu mà ra cái nghị quyết này, họp kín, họp mở. Rồi bây giờ trong cái lá thơ này tôi viết này, có ra ai? Có ông Trần Minh Công, anh Trần Minh Công là cái người mà luật sư của đảng Dân Chủ đó. Tôi nói cho các bạn nghe và sẽ giúp cho các bạn. Các bạn đừng có ngại ngùng gì hết. Nhưng mà muốn trước khi mình muốn làm một cái việc gì đó, mình muốn thư kiện, thì xin yêu cầu các bạn giúp chúng tôi. Janet, bầu cho Janet, bầu cho tất cả mọi người mà chúng tôi đó. Và đây là cái thành phố đã thông qua. Đúng rồi. Bây giờ đây, chúng tôi, như chúng tôi đã nói, tôi là cam kết sẽ giúp và yểm trợ cho Tổng thống Trump. Tại sao như vậy? Cái Tổng thống thứ 45, các bạn thấy không? Không có bao giờ lãnh tiền lương. Và cái lần đầu tiên Tổng thống Trump mà bây giờ thì đi được ứng cử, được bầu vô đó, là không có xài một đồng xu nào của cái dân chúng hết, từ 2 tới 3 tỷ như bây giờ. Và đồng thời, các bạn phải hiểu rằng trong cái hai cái nhiệm kỳ của ông Bush nhỏ và ông Obama, ông Bush nhỏ thì nhận được một coi như 800 tỷ đô la để làm một cái gọi là cái economic stimulus, cái về vấn đề đẩy mạnh cái vấn đề kinh tế đó. Đó. Rồi đồng thời sau đó ông bà Obama 7.5 billion. Đó. Các bạn có bị không? Trong cái thời gian 45 năm, tôi không cần biết cái thời gian 45 năm mà tôi ở tại Mỹ đây, chưa có cái lúc nào, cái thời điểm nào mà cái vấn đề mà cái công ăn việc làm mà nó thấp kém đến như vậy. Tôi nghĩ chắc bây giờ, hồi đó là 3.6, nhưng bây giờ khoảng, bây giờ chắc chỉ 3.1, 3.2 gì thôi. Rồi đồng thời, tôi cũng nghĩ cái ông này là coi như là cái khi mà ông Tổng thống Trump đi vào thì cái chỉ số của Dow Jones chỉ có 16.000 thôi. Bây giờ, tôi, lúc đó là tôi làm để 28.900, nhưng mà ngày này có cái lúc gần tới lên 29.500. Nhưng mà bây giờ đã xuống còn 25.500. Thì Hoàng Kiều cũng có cái nói, bởi vậy với Hoàng Kiều mới nói cái chuyện đem cho Tổng thống Trump tới một cái phương pháp, tới một cái cách, những cái sản phẩm để Tổng thống Trump có thể tuyên bố với toàn thế giới rằng chúng tôi sẽ fix được cái problem, chúng tôi sẽ làm được cái việc mà chặn đứng cái coronavirus. Và đồng thời, ông Tổng thống Trump cũng đã giúp cho các bạn để hạ thuế. Và đồng thời cũng rất là coi như là có những cái người nhân viên đều có là benefit cả. Và đồng thời ông ta hứa là ông ta sẽ hạ thuế, ông ta làm. Ông ta hứa, ông ta repeal Obamacare, ông ta làm. Cái lý do tại sao đó. Đồng thời ông cũng hỏi coi như là cái NATO, cái tổ chức Bắc Đại Tây Dương đó, hey, các anh muốn thì đưa vô trong. Cái lý do các bạn biết tại sao họ ghét ông Trump không? Nội cái chuyện mà lobbyist không á, mọi cái người mà đi lobbyist không là nó đủ ghét rồi. Ông cho cái lobbyist là họ ghét rồi. Huống gì cái vấn đề này, cái nhân viên, các nhân viên. Trời ơi, các bạn chưa làm việc cái chính phủ đó nghe. Làm việc với chính phủ là nhân viên ngon la là ha, nghỉ hè cả tháng. Nghe chưa? Không được nói lộn xộn. Nói lộn xộn là tôi thưa. Đó. Rồi đồng thời cái tiền lương đó, các bạn cứ tính đi, 20-30% lớn hơn cái tiền lương của mình. Rồi đồng thời tôi nói với các bạn nghe, ha, rồi đồng thời họ nói là những cái người tỷ phú như Hoàng Kiều vàng đầu này, tôi xin lỗi các bạn đi, những chẳng hạn như ông Bill Gates, chẳng hạn như mấy cái ông mà
cái Amazon ổng không trả đồng thuế nào hết. Nhưng mà kỳ này, năm này tôi sẽ trả tới tiền thuế ít nhất là 1 tỷ đô la rồi. Bây giờ, đây là tôi đưa ra những cái, coi như những cái chủ trương của tôi trong cái vấn đề mà giúp đỡ, khi giúp đỡ những quý vị này để ứng cử. Thì cái chủ trương của tôi là cái gì? Chủ trương thứ nhất, như các bạn đã thấy phải không? Hiện tại bên nước Mỹ của chúng ta, mình có 31 triệu người dân đi ở coi như là bất hợp pháp. Chính chúng ta là cần phải làm việc rất khổ cực để mà nuôi cái đám người này. Từ welfare, từ tất cả mọi cái gì, rồi cứ ăn rồi đẻ con thôi, đẻ con xong rồi đi vô khai, khai rồi đi ăn, rồi đó. Rồi, đồng thời, cái vấn đề mà hiện tại đảng Dân Chủ không còn cái, không còn một cái vấn đề gì nữa khác, là cái vấn đề là dùng như ông Andrew Võ, Đà Cà, như ông Nguyễn Ngọc Ngạn về vấn đề immigration. Thì bây giờ đó là những cái lý do mà đảng Dân Chủ dùng để tấn công cho ông, tấn công Tổng thống Trump. Vì vậy, chúng tôi, các bạn biết không, đảng Dân Chủ là năm 1975, tháng 4 năm 1975, khi chúng mình tới đây, ông McGovern, ông nói là thôi, tôi muốn tất cả những cái người Việt Nam này đi về Việt Nam đi. Và ngày hôm nay, chính cái đảng Dân Chủ lại muốn những người không có giấy tờ hợp pháp lại ở đây và ăn bám mà không một trả đồng thuế nào. Vì vậy, tôi đã gửi thơ cho Tổng thống và tôi cũng đã bàn với ông, cái ông mà rất cận kề với ông Tổng thống Trump. Đây là những cái mục tiêu, cái policy. Vì vậy, chúng tôi xin Tổng thống Trump sẽ cho một cái ân huệ cho 31 triệu người này được trở thành hợp pháp. Và những người nào mà có tội phạm có này kia thì phải đưa về họ nước, về của nước của họ. Và chúng tôi nói cho các bạn ra, sở dĩ tại sao như vậy là bởi vì mình rất thiếu rất nhiều nhân công. Chẳng hạn như tôi tới mùa mà đi hái nho, tôi cũng phải khổ cỡ, tôi cũng phải đi hái nho. Rồi bây giờ nói về cái đó. Thứ hai là về cái vấn đề thuốc men, cũng như về vấn đề medical, Medicare. Chúng tôi muốn Tổng thống Trump cho medical, Medicare, cho tất cả những người nào mà gọi là legal immigrant, tức như những người nào dân cư hợp pháp đó, bất hợp pháp thì khỏi đi. Và hiện tại bây giờ Tổng thống Trump, ngay cả Tổng thống Trump đã có được 80 triệu người Mỹ để mà giúp cho cái vấn đề medical coverage. Và cái ngân quỹ của cái về cái vấn đề sức khỏe rất là expensive, tất nhiên là rất là coi như quá đắt đỏ. Bởi vì sao? Bởi vì cái sự lạm dụng của những cái thuốc men và những cái gì mà tôi gọi là những cái gì có thể thay thế được cái thuốc men, chẳng hạn như những thực phẩm chức năng. Cái đó là chỉ có, nó rất nhẹ nhàng, nó rất ít tiền, tốn tiền. Và dùng những thứ đó để thay một cái gọi là cái high cost, để mà thay một cái thứ thuốc nó đắt tiền. Và chúng ta sẽ làm cái điều này và chúng ta có thể tiết kiệm được hàng năm là cả hàng trăm billion, hàng trăm tỷ. Các bạn, như các bạn thấy không? Đây nè, cái ông này, ông tiêm cái ngày đầu tiên. Tôi nhớ là có rất nhiều báo chí đi thăm với tôi. Trong cái này, các bạn thấy không? Có 24 thứ thuốc. Phải chưa? Được không? Có 24 thứ thuốc. Mà có làm được không? Mắt thì mờ, coi như sắp đuôi. Chân thì đi không được, coi như là đi, coi như không biết cái nào. Rồi đồng thời những cái thuốc này nè, tôi nói giờ cũng phải để quảng cáo nè. Các bạn thấy rượu tôi không? Mai mốt tôi nói rượu tôi là insulin của các bạn đó nghe. Rượu Hoàng Kiều đó, tôi nói vậy đó. Đừng có kêu FDA tới bắt tôi á. Rồi, đây những thứ thuốc này nè, coi nè.
Chính vì những cái thuốc này nó gây ra cái sự tác hại trong cái cơ thể của ông này. Các bạn thấy không? Đây là những tế bào. Mà những tế bào đều coi như là bị đảo lộn hết. Rồi. Bây giờ sao? Cái thứ ba. Các bạn thấy rõ cái chuyện gì xảy ra ở Trung Quốc chưa? Phải chưa? Thấy rõ đại Hàn chưa? Rồi thấy rõ bên Ý chưa? Thấy chưa? Từng những cái chợ búa, tất cả mọi người rất sợ sệt. Rồi, tôi hỏi các bạn có hiểu rõ cái trong tương lai mình sẽ như thế nào không? Tôi mới đây, tôi cũng đi, tôi nói thiệt các bạn, tôi thấy tôi buồn, tôi chán. Tới thì chỉ vô ăn hai con cá lóc, hai con cá fit thôi, với hai tô phở thôi, các bạn biết $170. Cái đó là một cái mà mình cần phải nghĩ. Và chúng tôi muốn các bạn nhớ rằng cái chuyện đó xảy ra, biết bao nhiêu việc theo sau đó, những công ty mà đương làm ở tại Đại Hàn, đương làm ở tại Trung Quốc, nhất là Trung Quốc, thì bây giờ mình đang trong cái tình trạng, tôi bảo đảm với các bạn rất rắc rối, mình chưa biết tháng nào đây. Tôi bảo đảm với các bạn cái thiếu, những cái vấn đề đó nó phải thiếu chứ, đương nhiên là phải thiếu rồi. Thì bây giờ cái chủ trương của tôi là tôi muốn các cái công ty hãy nhìn những cái gì xảy ra ở tại Trung Quốc và hãy về đây, hãy về nhà. Rồi mình thành lập một cái khu mình gọi là cái khu Made in America vào 2025. Giống như Trung Quốc muốn làm cái vấn đề là Made in China ngày 2025. Bởi vì tôi sao? Tôi có thể làm trong những cái khu mà gọi là tôi kêu là Economic New Development, những cái khu kinh tế mở, kinh tế mới, dọc theo cái biên giới của Mỹ Tây Cơ. Từ California đi qua Mỹ Tây Cơ, từ Arizona, Mỹ Tây Cơ, rồi tới New Mexico, Mỹ Tây Cơ, và Mỹ Tây Cơ với Texas. Tôi yêu cầu Tổng thống Trump xây tường chi vậy, tốn vài ba tỷ, rồi nó sập, tường nó gió thổi sập. Đây với hơn nữa dân mình bây giờ quá thiếu nhân công, thì tại sao mình không dùng cái tên này, là cái tên này có những cái 200 triệu người nhân công rẻ hơn, ít nha cũng giúp đỡ cho chúng ta dọc theo cái bờ đó. Và tôi bảo đảm với các bạn cái chuyện đó tôi sẽ làm. Và sau khi ông Tổng thống Trump đi về hưu rồi á, hoặc là tôi sẽ làm với mấy con đứa con ông Tổng thống Trump. Và tôi bảo đảm với cái chuyện đó sẽ xảy ra. Rồi. Bây giờ, cái policy thứ tư. Tội nghiệp cái ông Sam Ricardo này. Vào ngày tháng 2, à, ngày 2017, tháng 2, tôi, khi ông kêu tôi, thì tôi giúp và tôi tự nguyện tặng $5 triệu. Để giúp cho, trong đó là cái người Việt, cái nhà của người Việt mình có 550 cái nhà. Thì tôi bảo đảm với ông nói, ông có tới mấy nghìn cái nhà, tôi nói tôi chỉ cho 500 và tôi chỉ muốn ông giúp cho tôi cái đám nhà này thôi. Và tôi bảo đảm với ông là một đồng tôi cho là ông phải dùng một đồng, ông không được làm một cái điều khác. Vào ngày, các bạn nhớ không? Vào ngày 1 tháng 11 năm 2019, khi mình lên trên, tôi lên trên San Jose để tôi có cái cuộc họp báo, thì chính tôi cũng đã tặng cho ông $200,000 để chi, để ông và kêu gọi cái số 100,000+ người của cái thành phố ở tại San Jose, người Việt Nam mình, để chi, để ông có cái đủ số phiếu để có một cái gọi là cái bond đó là $1 tỷ. Các bạn nhớ chưa, $1 tỷ để làm gì? $1 tỷ đó để giúp cho mình làm thành một cái coi như là cái để ngăn ngừa cái vấn đề lũ lụt đó. Rồi bây giờ ông cũng kêu gọi tôi là cái measure này coi như nó không có người ta thích, không có thích, là bởi vì tôi hỏi ông là tôi xây làm cái gì, ông nói là xây cái nhà để cho gì đó, cho những cái người homeless hoặc là những người low income.
Thì tôi mới có khuyên với ông. Ông nói rằng cái vấn đề đó mà mình nói tới homeless là ai cũng sợ hết. Mà đằng này bây giờ như coronavirus mà ai cũng sợ hết. Ví dụ như tôi lên, tôi nói cho các bạn nghe, đem hai vợ chồng CDC, đem hai vợ chồng lên trên Napa Valley. Trời ơi, ông Minh ông kêu tôi, ông là trời là đất, ông nói trời ơi, rồi bây giờ sao anh Kiều? Tôi nói thôi, bây giờ thì chỉ có cái cách là nếu trường hợp ưng thì tôi gửi đồ lên cho mà chữa. Không dám chữa, ông nói bây giờ chết, nếu mà ông chữa tầm bậy tầm bạ thì tất nhiên cái ông bác sĩ ông này kia, rồi thành thử họ lấy cái gì? Họ lên họ lấy hai cái người đó, bây giờ họ đi xuống với cái Cotamera của các bạn đó, không biết cái chùa rùm rùm đó bây giờ đi tới đâu rồi. Nhưng mà đó là những cái trong đó. Và bây giờ chúng tôi muốn nói là cái vấn đề đó là thành tựu muốn khi muốn nói. Ồ, và cái, tôi nhớ là cái chỗ đó cũng là homeless cái gì đó, cái chỗ mà các bạn Cotamera cũng người điên người khùng gì đó ở đó, thành tựu nó đừng có nhiều vấn đề. Thành tựu vì vậy tôi mới muốn tôi giúp chồng 200.000 nữa. Và tôi kêu gọi các bạn ở đây, nhất là các bạn ở San Jose nha, thương tôi chút, thương ông xem lì ca đồ chút, mỗi người vào ngày 3 tháng 3 này làm ơn để cho cái này nó qua. Nhưng nó qua thì ổng có được độ mỗi năm là 50 triệu thôi. 50 triệu thôi. Và tôi cũng có hứa, tôi nói nếu trường hợp mà tôi có 50 triệu thì tôi xong, tất nhiên là tổng số đó, độ khoảng độ nửa tỷ thôi trong 10 năm, thì để ông mới xây nhà, xây cửa cho những cái người gọi là low income, tất nhiên là cái người mà có nhà cửa nhưng mà cái tiền thu nhập thấp. Đó là chúng tôi muốn nói. Và chúng tôi kêu gọi nha, các bạn nhớ nhé, giúp cho ông xem thì ca đồ, bỏ mỗi người một tiếng, bởi vì ông cần cái 200.000 này để ông quảng cáo. Bởi vì người ta trên cái thành phố người ta sợ lắm. Sợ mà nói tới cái homeless là người ta sợ lắm. Khi nói cái ông vô gia cư hay là xây nhà thấp thì tôi có nói ông, tôi nói ông phải làm cho nó ngon lành chút. Nghĩa là đừng có để cho cái khu đó nó đường giá nhà có nhiều khi đất đai người ta cả 1 triệu một cái nền nhà hay là 2 triệu cái nền nhà, nếu ông xây tầm bậy một cái là tất nhiên là nó cái giá nó sẽ xuống rồi. Bây giờ sao? Bây giờ tôi nói về vấn đề này. Bây giờ các bạn giùm tôi nghe. Hãy bầu và đóng góp cho tất cả những người này xung quanh. Trước nhất là ông Tổng thống Donald Trump của chúng ta. 4 năm nữa. Và thứ hai là hãy bầu. À và nhớ các bạn nghe, cái này pay for by Kieu Hoang đó. Bởi vì mấy cái FPGC nó nói là cái time này cũng có nhiều người coi đó. Phải chưa? Không biết bao nhiêu người coi, tôi bảo đảm với các bạn khi mà cái coronavirus mà tôi đã tách care rồi đó thì rất nhiều người coi. Thì họ biểu, ông phải báo cáo cho chúng tôi biết trong cái ông đánh giá trong cái đêm đó, cái đêm này, cái chương trình này có bao nhiêu người coi, trị giá là bao nhiêu tiền để đóng góp cho mấy người này nghe. Và đồng thời đây là cái ông elect ông President Mike Pence, và đồng thời elect cái ông Senator Rand Paul này, tôi bảo đảm với các bạn đó ha, sau khi ông Trump về rồi ông này có thể là đi ra ứng cử tổng thống đó, tôi báo trước. Rồi đồng thời tôi rất vui mừng là ông Rand Paul, ông là một bác sĩ. Thành thử tôi chưa bao giờ trong đời, mà tôi nói thiệt với các bạn, tôi nói với quý vị này hay là một ông nào mà ngồi nghe tôi say sưa như vậy, tôi nói như vậy về cái vấn đề coronavirus rồi để tôi trình bày cho các bạn nghe rồi. Rồi bây giờ tôi muốn các bạn giúp chung cho tôi một chút xíu đi. Elect and contribute for Mike Garcia for US Congress. Ông này là cái ông mà coi như ở cái khu của tôi. Và đây có những cái tin tức, có những cái đóng góp mỗi người 5 đồng, 10 đồng. Thì góp vô cái drop pack hoặc là đi thẳng trong á. Đó là cái ông Mike Garcia. Tôi không biết cái gì đó như tuần. À như tuần chỉ có 5.000 mấy thôi, tôi không biết. Cái ông Lô Anh Thành này thôi khỏi nói rồi. Hả? Cả hai ông. Cái ông đại sứ về tôi không nghe. Tôi mới về nghe là cái ông đại sứ ông về ở dưới cái khu đó. Thì có ông, hai cái ông mà toàn là dân chủ nha, dân biểu dân chủ hết. Thì thành tử đó tôi nói. Và tôi nói lại một lần nữa, không cần dân chủ hay cộng hòa. Những người nào làm việc được, những người nào giúp nâng giúp được và những người nào binh vực được cái quyền lợi của các bạn bỏ. Chứ không cần phải là dân chủ với cộng hòa. Thấy cái đám cộng hòa dưới đó không? Thấy cái đám cộng hòa đó chưa? Thấy đám cộng hòa đó, từ Andrew Đỗ nè, từ Tyler Diệp nè, rồi tới Trí Tạ nè,
rồi tới Kim Bình Lê Hồ nè, rồi tới Charlie Nguyễn nè, Mạnh Trí nè, rồi Mai Cao Võ nè, rồi Nguyễn Quốc Lân nè, thấy Đảng Cộng Hòa đó chưa? Rồi, đây, bây giờ nói về vấn đề Charlie Nguyễn. Như tôi đã nói các bạn rồi, cái mộng ước của tôi đó là không phải chỉ tiểu bang, nhưng mà mình tới một ngày nào đó mình sẽ thừa thắng xông lên, mình đi lên cái liên bang. Đó là cái hy vọng của tôi, cái kỳ vọng mà tôi đặt vào Charlie Nguyễn. Bởi vì cái kỳ vọng đó tôi đã đặt vào Trần Thế Văn, nhưng mà không được. Thì bây giờ Trần Thế Văn là cái người mà đã phản tôi, là cái người mà đã không có coi như là như vậy. Rồi bây giờ tôi có một người, và tôi mong rằng các bạn giúp đỡ. Và các bạn phải hiểu rằng đối với, có ai hơn ra đến Nguyễn được các bạn? Một cái người kinh nghiệm tràn trề từ cái hội nghị, coi như nghị viên hội đồng của thành phố, rồi lên tới cái chức giám sát của Orange, rồi lên tới cái thượng nghị sĩ. Các bạn không? Nó nói cô này là cộng sản đó ha. Thấy Janet Nguyễn chưa? Khi mà ông chồng của Tom Hayden, chồng của Ren Fonda chết, họ làm cái lễ truy điệu, họ muốn tân bốc này kia này đậu Ren Fonda. Chính cái Janet Nguyễn này đứng ra chống đối. Chống đối rồi có cái đám, không biết cái đám, không nhớ rõ là cái đám nào từ dưới này kéo lên độ 100 người. Rồi chính Janet Nguyễn là cái người bị kéo ra khỏi cái phòng họp. Đuổi ra khỏi cái phòng họp. Đó là những cái mà phải chịu đựng. Và Janet Nguyễn là như vậy. Thì hỏi thử Janet Nguyễn đã làm gì cho các bạn. Cũng như các bạn tôi không ngó nhiều, tôi không nói, phải nói nhiều quảng cáo ra cho nó. Janet Nguyễn, chẳng hạn như hồi xưa bánh giò, bánh tét, bánh trưng là các bạn phải bỏ Firide, phải bán cái này, cái kia, phải có cái này. Ai? Chính Janet Nguyễn là tranh đấu để cho các bạn, những người buôn bán bánh trưng, bánh giò cứ để ra thả cửa, không có cần phải phi re, không cần phải tu lạnh. Các bạn phải nhớ cái điều đó và tìm những cái điều đó. Tôi hỏi thử Tyler Diệp đã làm được cái gì cho các bạn. Hay là chỉ phá phách, hay là chỉ hợp đảng, hợp đảng để đánh nhau, chống phá nhau và tố cáo, bịt mồm, bịt miệng người ta. Cái đó là các bạn giúp chúng tôi cái nhớ cái điều đó nha. Rồi, bây giờ nói về cái đó, trong cái cuộc mà đây nè, cái chai rượu này, chai rượu Hoàng Kiều, tôi nói thiệt các bạn, có bao giờ nó mua một chai đâu, không bao giờ mua một chai. Cái này chắc Mai có đào cho nó đó. Rồi tới khi Mai có đào nó, ô anh Kiều ơi, đây là Tyler Diệp, bởi vì Mai có đào cũng muốn Tyler Diệp, mà bởi vì Mai có đào là cũng là yểm trợ Mai có Diệp, thì Tyler Diệp đừng uống rượu của anh đây nè, và coi như là supporting, yểm trợ cái Kiều Hoàng đây nè. Và không bao giờ oppose, không bao giờ dám coi như chống đối tôi. Tôi không cần biết cái chuyện đó. Chống đối tôi không cần biết, tôi không cần biết cái chuyện đó. Và tôi chỉ cho các bạn nghe, không bao giờ mà Tyler Diệp mà có mua được cái chai, bởi vì tôi coi hồ sơ rồi. Tôi coi hồ sơ trong cái nhân viên của tôi nói có cái ông nào Tyler Diệp có bán không? Tôi nói cái chuyện đó thành được. Và cái ông Tyler Diệp này tôi cũng, các bạn nhớ, tôi muốn cho ông 8.600. Rồi bây giờ ông họp báo, ông Trần Thế Văn họp báo cả cái đám. Hey, tại sao Hoàng Kiều lại cho ra đi Nguyễn nhiều tiền như vậy? Mà tôi có cho Tyler Diệp không? Trong cái phạm vi đó không? Tôi có cho Trần Thế Văn không? Thành thử các bạn phải nhớ cái điều đó. Và trong cái Đảng Cộng Hòa, khi mà họ rút lại cái sự yểm trợ cho Tyler Diệp, thì chỉ có 15 cái vote cho Janet và 9 cái vote cho Tyler Diệp. Đó. Rồi bây giờ đây, các bạn thấy những cái gì không? Những cái gì thay với Diệp làm không? Tất cả những cái gì tôi bây giờ tôi không biết. Rồi bây giờ tôi nói cho các bạn nghe, tôi nghe ở trên cái ông mà Scott Bar, ông nói trời ơi, Đảng Dân Chủ bây giờ kêu ông, là ông nói tại sao mày coi như là mày tấn công Tyler Diệp. Bởi vì cái ông này nè, phản chủ đã đàng hoàng. Thấy chưa? Rõ chưa? Ông có bao nói nè. Là ai? Tyler Diệp đã có cái gì? Những cái vấn đề gì đối với Hevot? 800 cho cái ông coi như đã Tyler Diệp trong thời gian bao nhiêu? Chưa đầy 2 năm mà đã vote cho
ông Niu Sâm 884 lần in red one session. Đừng có nói tôi chống dân chủ nha, tôi vẫn ủng hộ hai ba ông dân chủ đó, bốn ông dân chủ đó, nghe chưa? To bad new law. Và những cái điều đó để coi như là đuổi người dân ra và những cái công ty ra khỏi cái California. Rồi bây giờ tôi trở lại về cái vấn đề mà ngày hôm nay, coi như là bao nhiêu tiền đó, cái New Pack bên kia là cho bao nhiêu tiền, cho bao nhiêu tiền, cho bao nhiêu tiền. Coi như là những cái đám mà healthcare rồi housing cho Tyler Diệp bao nhiêu tiền, tôi có hết đây. Đó. Trong lúc tôi cho bao nhiêu tiền. Đó. Mà tôi bây giờ 498.900 mà không cần, không cần thiết. Nghe chưa? Và vì vậy các bạn dùng tôi, các bạn thương tôi và các bạn thương Janet Nguyễn, cũng như các bạn mà ở dưới đó tập trung lại muốn đi thưa cái đám này, thì tôi yêu cầu các bạn người 100, người 50, người 200, người có 50, 25 đồng, 5 đồng cũng được cho Janet Nguyễn. Cái việc tôi coi như cái việc tôi làm tôi không dám nói, không nói ra, nhưng mà các bạn giúp cho Janet Nguyễn, và các bạn cần phải giải quyết cái vấn đề cho cái đám này nó đi dẹp đi, rồi chừng đó mình mới thưa gửi các bạn nha. Rồi bây giờ ai? Và tôi cũng mong muốn cái anh này coi như Đinh Trần này là coi như là cũng ghê gớm lắm, một cái senator coi như là của cái thượng viện ở tại Massachusetts. Các bạn biết Massachusetts là cái tiểu bang của ai? Tiểu bang của cái gia đình Kennedy, mà một tên này, tên Việt Nam da vàng mũi tẹt này mà được dính vô cái chức vụ mà coi như là thượng viện của cái tiểu bang. Đó là một cái điểm hãnh diện mà tôi rất hãnh diện. Vì cái lý do đó tôi mới nói trời ơi, bây giờ mấy cái ông nào cái tiểu bang này kỳ cục nghe. Trời ơi, một cái ông senator vậy đó, cũng như Janet Nguyễn cũng được 9.600 hay 9.500 gì đó, hoặc là tôi không biết, mà cái ông này trời ơi chỉ có được 1.000 đô la thôi bạn. Cái kỳ cục cái luật của nó ở bên đó. Và tôi muốn các bạn giúp giùm cho tôi. Đó, lên cái chỗ này coi. Và các bạn cùng tôi, mình rất hãnh diện. Nếu mà năm 2022 mình đưa được cái ông này là người Việt Nam ở cái tiểu bang Massachusetts để lên Hạ viện ở của liên bang. Rồi đồng thời ai? Janet Nguyễn lên Hạ viện của tiểu bang California là tiểu bang lớn nhất. Các bạn nghe chưa? Thành thử tôi yêu cầu các bạn giúp đỡ giùm tôi chút rồi. Bây giờ nói rồi về cái ông này. Tôi nói tại sao? Cái ông này là dân chủ các bạn nghe. Nghe không? Bởi vì tôi ngó đi ngó lại rồi không có thể nào mà coi như dẹp được anh Rưu Đỗ hết. Phải coi như cái tên này mới có thể dẹp được anh Rưu Đỗ. Tôi bảo đảm cái chuyện đó ra. Và tại sao ông ta là dân chủ mà tôi yểm trợ? Bởi vì ông ta dân chủ nhưng mà cái đầu óc ông ta là đảng Cộng Hòa. Rồi, bây giờ nói về tài đổ. Thì thôi, tôi nói cho các bạn nghe. Các bạn còn đợi chờ gì nữa? Bây giờ giữa hai cái ông thị trưởng, một ông thì bị recall, một ông thì đương còn tại chức. Mà bây giờ tôi đưa ai vô làm thị trưởng đây? Hoặc là tôi yểm trợ cho ai? Các bạn yểm trợ cho ai làm thị trưởng đây? Không có tài năng, không có cái kinh nghiệm, không có cái này kia. Mà tài đổ là cái người mà gọi là cái phốt cao nhất. Cao nhất trong cái số đám người mà đi James Power hoặc là ngay như Tài Đức Trí. Thì nội cái phốt của tài đổ không được độ 9.000 rồi. Rồi cộng thêm cái gì? Hả? Cái ông này rồi, thôi bây giờ ông Tâm Đổ thì mới thôi. Hả? Các bạn cũng giúp đỡ cho ông ta. Để chi? Để thay cái Kimber Hill. Cái này kêu bác sĩ Kimber Hill, cái bác sĩ xin lỗi bác sĩ giả. Yeah. Chỉ pharmacist thôi, coi như dược sĩ thôi, mà dược sĩ chưa được coi như farm đi nữa. Cái khi nào có cái farm đi mới kêu doctor, như nhân viên tôi có biết bao nhiêu đứa đó farm đi mà kêu bác sĩ. Mà như vậy mà cũng nghe, như vậy mà các bạn ở dưới đâu vẫn cứ đi đâu bác sĩ Kim Bilo, một điều hai bác sĩ Kim Bilo, hai điều bác sĩ Kim Bilo. Đó, vì vậy tôi thay cái ông này.
thay cái ông này là ông giáo sư, thay cái ông này là ông có MBA, ông có cái trình độ, ông có cái hiểu biết. Và đồng thời các bạn á, ông này ông chỉ ăn ké cái vote của, đương nhiên tụi tôi đâu phải dạy phải không? Cái mấy người đi xin chữ ký đâu phải ngu, phải không? Nếu mà ông ai tay đổ ông làm ơn ông ghi vùng cho cái ông này dùng tôi một chút, thì tất nhiên ông này phải nói. Bởi vậy tôi nói ông Đỗ Phủ, ông ngày hôm qua tôi nghe cái cuộc phỏng vấn ông Đỗ Phủ với Đoàn Trọng. Tôi nói các bạn nghe, Đỗ Phủ nói ồ, có thể hai người được nhưng mà có người không được, là bởi vì chắc ông nói cái tên này không ra gì. Nhưng mà tôi nói cho các bạn nghe, nội cái phiếu của tài đổ không 10.000 phiếu phải không, nội cái phiếu của James Power 7.000 phiếu thôi là đủ 17.000 phiếu rồi thôi các bạn. Đó là chưa kể những cái lực lượng xung kích, những cái lực biệt kích của chúng tôi mà chúng tôi sẽ chưa, và chúng tôi sẽ báo trước các bạn là ngày 3 tháng 4 chúng tôi bắt đầu chiến dịch. Rồi cái ông này thì đó, thay cho ông bởi vì cái thành phố đó nè, trời ơi khổ sở lắm các bạn ơi, không có tiền để thuê, cứ thuê luật sư thôi, cứ đi đâu cũng thuê luật sư. Thành thử cái luật sư bây giờ tôi nói cái ông Jameson Power này, ông cũng đảng Dân Chủ đó nghe, đừng có nói giỡn nha. Rồi thì ông vô để ông thay cái tên này nhé. Thấy bạn thấy chưa, cái thay cái tên mà không có luật sư, không có tên đi làm sở vệ sinh, bây giờ làm cho sở vệ sinh cái thành phố hôi thối tùm lum, ống cống nó xì ra hôi thối tùm lum. Rồi ok, rồi bây giờ tôi nói cho các bạn nghe, đây là những cái tội lỗi mà ghê gớm nhất nhé. Tội lỗi thứ nhất nè, dám đốt. Trong cái lịch sử tôi chưa nói, tôi nói với ông Đê, chưa bao giờ mà có một cái cuộc tranh cử nào mà dám đi đốt cái tòa án, mà đốt cái bản tên nào, Carlos Manzo này, Jim Power này, Contreras, ba người dân chủ. Các bạn nói chưa? Rồi cái điều thứ hai là coi như đây là một cái ghê gớm, cái tội nặng nề, là bởi vì dám thách thức người Mỹ, dám thách người da trắng, da đen, các da khác. Nói ở Việt Nam tụi tao đây, tụi tao sẽ cho tụi Mỹ biết một bài học và tụi tao sẽ thắng. Tôi bảo đảm với các bạn, I want to call upon American, please look at this what they did, okay? Look at this gangster and their group what they did. They burn all the Democratic side and Tài Đổ side, and they hang the flag just like this. You see, upside down. Why? Because they think you are nothing. This is their city. They would want to do anything they want to do. So please, American, help me to get rid of all this gangster from Westminster. Okay? Please, help me. Help me, please. Và các bạn nhớ cái điều đó nè. Rồi. Bây giờ rồi. Tới bây giờ tôi nói. Ông này là ông thôi. Ông này thì thôi khỏi nói rồi. Ông nói là tôi là bắt đầu tác cái khủng bố, mà khủng bố hợp pháp, đúng rồi các bạn, khủng bố thì hợp pháp. Tôi bảo đảm nha, coi cái mặt kìa, ngày 8 tháng 4 tôi recall hai cái ông này luôn, mới là ông Nguyễn Quốc Lập và ông Mai Cầu Võ, recall. Tôi làm, rồi tôi bảo đảm đâu chỉ 3 tuần tôi làm sạch sẽ. Rồi ai? Rồi cũng tên này nè, tôi sẽ đứng ra tôi defeat cái Mitt Romney ở Utah, bởi vì cái tội ổng là tội ổng cũng như Tyler Diep phản đảng. Các bạn thấy Tyler Diep declare President Trump immigration assistant, Diep attack President Trump, dễ sợ chưa. Sam đi tay gì lose Orange Public, but anyway. Rồi tên này cũng vậy, để tôi coi thử có tấn công được Tổng thống Trump không. Rồi bây giờ tôi nói tại một lần nữa, xin các bạn, đây là cái flyer, cái tạ tình 9 và tạ tình 10, và trong tương lai chúng tôi khỏi, chúng tôi chỉ chiếu cho chúng tôi coi thôi, bởi vì có cha ra ngoài thì cũng không có được cái gì. Rồi bây giờ tôi nói nhắc lại một lần nữa, elect những cái này, và tôi cũng nhắc lại để tôi đi vô cái vấn đề này. Bây giờ tôi nói về cái vấn đề qua một cái vấn đề khác mà các bạn cũng muốn nghe, tôi nói rất nhiều người muốn nghe, nhưng mà về cái vấn đề khi mình nói tới những cái vấn đề mà influenza, tức như mình phải có cái virus influenza swine flu, tức như là H1N1. H1N1 trong đó đã giết chết bao nhiêu cả hàng mấy 59 triệu người vào thế kỷ thứ 18, 19 đó. Coi như cái đó.
Và cái interesting là các bạn biết không, họ kêu là Spanish flu là Tây Ban Nha, nhưng mà thực ra cái Spanish flu đó cũng là do một người Á Châu của mình đưa tới. Cái đó là những cái. Rồi bây giờ swine flu vào ngày tháng 4 năm 2009 là cũng ở tại Mỹ, coi như ở tại Mexico, đã làm rất là hoảng loạn. Và có từ theo như đó là rất có nhiều người lấy những cái tin tức này. Và độ 50 triệu người Mỹ đã bị cái H1N1 cho tới ngày 14 tháng 4. Đó. Tức là những cái đó, và chúng tôi nói như vậy không phải để chi. Và hàng năm, các bạn nhớ không, dầu cho các bạn đi chích ngừa, nhưng mà các bạn vẫn phải, mỗi năm mình có 200.000 người đi nhà thương vì cái vấn đề flu. Và 10.000 người chết. Tại sao chết? Tại sao chết? Tất cả bạn có flu rồi, vaccine. Nhưng mà không phải cái flu vaccine nó chỉ lo được một cái thôi. Nó không lo được nhiều cái. Về cái vấn đề coronavirus và vấn đề tiện tại sao? Cái CDC đã cho biết là coi như là đã sửa soạn cái vấn đề cái lây nhiễm của cái con COVID-19. Cái họ cũng hướng dẫn cho chúng tôi bắt đầu chuẩn bị giống như bên Trung Quốc. À, coi như những chơi nó khác có thể cho nhân viên ở nhà tí tình trạng nó như vậy. Và đồng thời, WHO cũng đã declare, World Health Organization, tất nhiên là cái tổ chức y tế thế giới đó, cũng đã coi là cái đây là một cái vấn đề rất là khẩn thiết. À, bởi vì cái số lượng cứ tăng lên dần. Và đó, và đồng thời ông Tổng thống Trump đã xin được 2 tỷ rưỡi để chống lại coronavirus. Và ở tại Mỹ hiện tại bây giờ mình chỉ có 14 cây lúc đầu, anh chàng không biết cái cây nào lúc đầu như thế nào thế nào. Tổng thống Trump ông ngày ngày lắm, ông nói tự nhiên ta đem 14 cái người từ bên cái tàu đó về chi mới khổ, bây giờ được có bị 53 cây rồi. Rồi thôi bây giờ, và tôi nói rất là mau gọn để cho tôi nói tôi đi vào. Tổng số trên toàn thế giới là 80.423 cây, và cái người chết đã lên tới 2.708 cây, và cái người mà đã được bình phục đó là được 27.994. Đó là những cái gì họ nói. Nhưng mà cái người bình phục đó thực ra chỉ có Việt Nam mình mới là bình phục với chứng minh tất cả, còn các nơi khác đều là không có chứng minh một cách rõ ràng. Thì chúng tôi cũng muốn nói cho các bạn biết là rất nguy hại, là bởi vì sao Korea, cái nước tự nhiên bây giờ nó gần cách 1.000 cây rồi. Rồi cái Nhật Bản ông có chơi, ông để 691 cái người trong chiếc thuyền đó, thì bây giờ ông không để, không biết cái đi đâu. Và Italy thì bây giờ 322 người, và Japan là 170 người. Và cái nước Iran là cái nước mà có cái gọi là bị cái số người chết á, coi như là gấp, coi như là ví dụ có mười mấy người đó thì có đã 7-8 người gì chết rồi. Okay. Đây, tôi hỏi các bạn, tại sao mà 2.700 nhân viên của cái ngành y tế ở tại Vũ Hán là bị nhiễm? Bởi vì họ cũng mặc đấy, các bạn thấy không? Nè, thấy không? Thấy cũng mặc đồ đàng hoàng như vậy. Mà tại sao như vậy? Theo cái sự hiểu biết của tôi cũng như tôi nghiên cứu đó, là các bạn biết cái hô hấp đó, mình đừng có nói là mình rửa tay rửa chân, mình rờ mũi rờ miệng mình mới bị. Khi các bạn thở đó, các bạn cũng có cái virus, cái coi coronavirus nó chạy thẳng vào trong cái phổi, chạy thẳng vào trong phổi. Có nhiều khi không, bên Nhật họ nói không có detect được, là bởi vì khi mà các bạn thử thì chỉ thử thôi, hoặc là thử máu thôi, nhưng mà cái khi mà nó đã vô vào cái phổi rồi thì mình tới 24 ngày mà ta. Và các bạn hỏi tại sao những người trẻ như vậy, những người có cái miễn nhiễm rất mạnh như ông này, như ông bác sĩ này đều chết hết. Đó. Rồi bây giờ tại sao vậy? Tại sao chẳng hạn như cái tàu đó? Bởi vì cái tôi đã nói rồi, cái tại sao họ lại bị dính vô cái này? Bởi vì cái cứu ship ventilation, tất nhiên là cái hệ thống mà máy lạnh, máy đồ trên tàu đó, thì thưa các bạn, cùng là một cái hệ thống.
Đó. Rồi, bây giờ tôi ở đây, tôi nghe cái trường hợp ở trên bên Korea. Korea ngon lành lắm, nói ô tôi bây giờ success coronavirus patient with HIV drugs. Các bạn rõ chưa? HIV drug là cái gì? HIV drug chỉ có ngăn, coi như là chỉ stop cái replication tạm thời thôi. Tất nhiên làm chặn lại cho con virus nó đừng có phản ra. Nhưng mà đối với các AGT là các bạn thấy không? 11.45. Những cái thứ của chúng tôi là Cunamin AF là 2.23. Những cái nào trên 5 tôi cũng có. Và cái rượu Hoàng Kiều đó, KGO là 0.46%. Các bạn thấy chưa? Đó, tôi chứng minh cho các bạn đó. Cái KGO đó, cái màu vàng, nhãn màu vàng là 0, chỉ 0.46 thôi. Đây. Rồi bây giờ, ở Washington Tây, cái coronavirus patient coi như là được dùng cái thuốc mà chưa có được chấp thuận để cho Ebola drug. Tại sao một cái Ebola drug mà làm sao mà đưa vô trong cái bài này? Và các bạn biết không, Ebola drug khi mà thửa chữa thì chưa được, mà tại sao lại đi chích cho người ta? Đi chích như thì càng cái ông vay xanh này chưa chắc, sau khi mà ông hết rồi cái corona rồi thế ông bị ở qua là cái chuyện đó là cái chuyện mình không biết như thế nào. Rồi bây giờ tôi nói cho các bạn nghe, trong cái vừa qua chúng tôi có nhờ cái ông bà bác sĩ của chúng tôi là cái medical director, giám đốc cái y tế của chúng tôi để làm một cái cuộc thí nghiệm. Thử nghiệm đó chúng tôi chỉ dùng cái Cunamin, 15 cái Cunamin, và chúng tôi chỉ dùng 5 cái cây, cái bịch thuốc để đựng. Ngày 1, ngày 2, ngày 3 và ngày 4 chúng tôi cũng dùng cái gọi là biofire. Tất nhiên là trong này có này, cái cả virus này, adenocorona, coronavirus AK U1 này, coronavirus nhiều loại khác nhau, L63 này, coronavirus 229, coronavirus 043. Thì các bạn hiểu không? Trong cái vấn đề đó, khi mà chúng tôi thử đó, thì trước chúng tôi cho uống thuốc, sau đó thử lại, và khi tất cả các bệnh nhân đều ngon lành rồi, ngày thứ tư chúng tôi thử, thì chúng tôi đem ra, chúng tôi isolate, coi thử là có cái con virus gì không, thì tuyệt nhiên là không có cái con đó nữa. Và đây là những cái ca mà trường hợp mà chúng tôi đã thử, và chúng tôi đưa những cái này để cho các bạn. Đây là những cái ca chúng tôi không nói nhiều. Trong những cái ca đó, trong 10 cái ca mà chúng tôi thử thì rất là, các bạn thấy không, có đủ thứ hết á. Rhinovirus, enterovirus, rồi coronavirus, trong đó chỉ 10 người, nhưng mà mình đã có 6 người khác nhau. Khác nhau là cái coi như là influenza A, influenza B, rồi cái rhinovirus, enterovirus, rồi respiratory syndrome, RSV, là coi như cái đó là của cái respiratory syndrome virus. Tất nhiên là cái virus mà về cái bệnh xa đó. Rồi đồng thời cái gì? Có nhiều cái, và trong đó có hai cái loại khác nhau của cái coronavirus. Và đồng thời có một cái mà chúng tôi được, không biết bây giờ sao, không biết cái bà đó sao, nhưng mà được chữa rồi, có phải bị corona không hay là không. Nhưng mà tuyệt nhiên trong cái thứ 17, 18 thứ tôi thử đó, không có cái thứ đó. Rồi bây giờ tôi nói cũng cảm ơn nhân đây, thì tôi cũng xin thành thật cảm ơn những cái bệnh nhân đã tham gia trong cái chương trình này. Và lâu lắm rồi chúng tôi cũng chưa kết nối quý vị. Và đồng thời tôi kêu gọi đây là lần chót nha. Phải đi vào và phải ghi tên và phải lấy tất cả những cái thực phẩm chức năng để có cái cuộc thử nghiệm chót, coi như là lần chót để mà chúng tôi thử là vào cuối tháng 3. Và đây tôi báo cáo với các bạn, trong số đó 366 người đã hoàn toàn không còn có bệnh tật gì nữa hết. Cái căn cứ vào cái result của họ thì là rất hoàn toàn. Chẳng hạn như viêm gan loại B có 29 người, viêm gan loại C có được 12 người,
bị cái thận mãn tính là 26 người, cái lipid panel là 168 người, cái người bị tiền tiểu đường là 65, cái bị tiểu đường là 48 và cái ST1 336 người. Thì trong đó, bởi vì trong tháng 1 thì bắt đầu thử lại, thì tôi mới nhờ các bác sĩ, chúng tôi có tới 5 trung tâm. Trong đó có trung tâm ở San Jose, trung tâm ở Van Nuys, trung tâm ở Simi và trung tâm ở tại đây và riêng trung tâm Michael Dow và trung tâm ở Houston. Chúng tôi mới hỏi tất cả, trong cái thời gian mà dùng những thực phẩm chức năng của chúng tôi, có ai bị cold hoặc flu, có ai bị không? Thì không có ai hết, chỉ có 206 người không có bị. Và có 30 người bị cold và flu. Nhưng mà các bạn ơi, không có ai chết hết. Đó là một cái điều vui. Đó. Mà không biết cái flu này là bởi vì chúng tôi không có chính xác. Và đồng thời cái số người không biết là không biết tại sao không biết là họ không biết là có cold flu không thì không có. Rồi. Bây giờ nói về cái hepatitis B 29, 29 người đã thành công. Thì bây giờ tôi chứng minh cho các bạn coi. Đấy. Đấy. Đây là báo cáo. Các bạn rõ chưa? Ra đây. Chính đích thân tôi. Tôi không phải là bác sĩ, nhưng mà tôi sẽ coi lại hết. Cái này là reactive, phải chưa? Surface antigen reactive ngày mấy bao nhiêu? Thì tới khi mà thử lại thì không có còn gì nữa hết. Đó là cái vấn đề. Đấy. Và tôi cũng chứng minh cho các bạn coi. Đấy. Rồi. Bây giờ xếp vào tay 12 cái. Rồi đây. Nói về cái này. Thì cái hồi xưa đó, ông Ngô Kỷ, ông biểu tôi là giết ông Hòa Thượng Thích Quảng Thanh là đây nè, chính cái thuốc, chính cái relay drug này giết ông Hòa Thượng Thích Quảng Thanh. Tại sao ấy quý vị? Bởi vì cho quý vị một cái coi như là cái kết quả. Chẳng hạn như cái kết quả nó nói, ồ, bây giờ đó, cái kết quả này chỉ có less than, tất nhiên là ít hơn 15 cái unit một milliliter. Nhưng mà thưa quý vị, trong 15 unit đó, nó giải thích từ 15 unit cho tới bao nhiêu unit? Tới 30 triệu unit vì cái lý do đó. Mà thành thử, tôi cũng đã nói rồi, tôi trình bày cái này với cái ông mà thường nghị sĩ. Tôi nói đây là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải ngó vào đó. Tôi hỏi các bạn, nếu mà dùng một cái thuốc nào đó mà làm sao placebo, tất nhiên cái thứ thuốc để mà nó, và cái này nhớ nghe, $1,000 một pill. Và một cái cost of treatment là ít nhất $200,000. Cái của chị Kiều Hoàng thôi chỉ có 20-30 nghìn. Rồi, bây giờ tới ACV tôi chứng minh cho các bạn nghe nghe. Rồi, ok, đó. Rồi tới Conic Kidney 26 kia. Tôi cũng chứng minh cho bạn các bạn nghe bởi vì tôi muốn có thì giờ, nhiều thì giờ hơn. Rồi, Daily Pit Panel nha. Cái lipid panel này tôi nói cho các bạn nghe, tôi rất buồn. Hả? Đây là ông anh tôi. Hả? Ông ở dưới Orange County. Tôi nói cháu Nga, cháu con cho cái ông uống cái này. Uống cái này là nó làm sạch sẽ mỡ hết. Tất cả các bạn thấy không? Nó làm cho sạch sẽ mỡ mà trong máu hết. Mà không chịu uống. Rồi bây giờ bị đột quỵ. Và nhân đây tôi cũng nói luôn, tôi nhắn gửi những cái người mà gọi là những cái toàn chỉ thích uống rượu thôi. Có nhiều bạn kỳ cục lắm, chỉ uống rượu thôi. Và tới Quỳnh Nga nói thì thôi, cho tôi nhận rượu không thôi, tôi đừng có những nhận supplement. Tôi bây giờ tôi tới cái giai đoạn tôi quyết liệt, tôi nói người nào nhận rượu thôi dẹp đi, bởi vì rượu tôi cũng có, tôi có, nhưng mà để cho những cái trường hợp khác. Và như các bạn thấy đó, tôi chứng minh cho đã có được 170 người đã khỏi cái mỡ trong máu rồi. Đó. Đó. Đây. Tôi cho các bạn hết rồi, các bạn tự đọc vô đó để các bạn nghiên cứu. Và nhớ đây các bạn nghe. Cái này là kết quả có đàng hoàng đó nghe. Do ông Lăng Băm Hoàng Kiều ký tên cái đồ đàng hoàng và cho đó, đó, kết quả đàng hoàng đó. Có cái thử đàng hoàng, có bác sĩ đàng hoàng đó. Đây. Tôi nên cho. Rồi những cái đó. Rồi. Bây giờ về cái vấn đề mà tôi hỏi các bạn tại sao nó work. Cái control đây bạn thấy chưa? Coi này, cái này bạn thấy chưa? Cái này treat đây phải chưa? Thấy cái da, thấy mỡ không? Thấy mỡ không? Thấy mỡ không? Không có mỡ nè. Thấy mỡ không? Thấy không mỡ nè. Thấy mỡ không? Thấy không mỡ nè. Rồi.
Bây giờ tôi muốn nói về tấn công về cái vấn đề mà gọi là tất cả những cái thuốc chẳng hạn như Lipitor hay này kia mà tôi thấy rất nhiều người. Bây giờ các bạn chỉ chú ý đi. Đây là cái gọi là cái control là 64.58 nghe. Của chúng tôi đó, cái thứ nhất chúng tôi làm cho sạch sẽ cái mỡ là 53.55%. Và cái thứ hai là ít nhất cũng 40.48%. Các bạn thấy không? Thấy chưa không? Đây là cộng 5.47. Cộng chứ không phải trừ. Cái bởi vậy thành thử cái Lipitor nó chỉ giúp cho bạn cái ADL nó lên thôi và cái LDL nó xuống thôi, triglyceride nó xuống thôi. Nhưng mà trong cái thực tế nó cộng tới 547 nó không có làm nó coi như clean up cái plaque giống như chúng tôi. Rồi. Bây giờ tôi nói về vấn đề tiểu đường 130 cái K đã xong. Đây, bây giờ tôi chứng minh cho. Tiểu đường là có 3 thứ, coi như là pre, tất nhiên là trước tiền tiểu đường. Tiền tiểu đường thì như tuần chỉ có từ 5.4 cho tới 6.4 thôi. Đó, rồi tiểu đường tôi phân chia là 6.5 cho tới 7.5. Rồi từ 7.5 trở lên đều là coi như là severe diabetic. Đó là theo cái kinh nghiệm của tôi. Đấy, diabetic đây. Đó, những người bị tiểu đường. Các bạn chưa? Và những người bị tiểu đường nặng đây. Đó. Và như tôi nói, họ rất muốn, không có muốn coi như uống rượu thôi, không muốn supplement. Vì vậy tôi thả, tôi dẹp. Ví dụ đây, tôi chứng nè, trước đó, hả? Sau đó chứ, 2015 thì thử 187. Hả? Ngày trước đó là 6/22 ngày 19 là 185. 187 thì không cho uống, tôi nói dẹp thôi, đừng có dùng nữa. Và bây giờ tôi nói, nhắc lại một lần nữa là đây cũng ông tiểu đường. Và tôi nhắc lại một lần nữa đây là cái nguy hại của những cái thứ thuốc này đã làm cho cái hệ thống, đã làm cho sở dĩ tôi trình bày cho các bạn biết là bởi vì tôi cái vấn đề này tôi cũng đã nói với công bác sĩ Rainbow rồi. Đấy. Và đây, bây giờ tôi chứng minh cho các bạn tại sao mà nó work. Bởi vì cái này là KJA, tất nhiên là Kiều Hoàng rút đó nghe. Cái này là cái bản hiệu của tôi đó, còn cái in vitro testing. Đây, trong cái cuộc sống của mình á, trong coi như con người mình á, mình có ba cái thứ gọi là protein. Thứ nhất là human albumin. Thứ hai là intravenous globulin là đây. Thứ ba là APOE1 ngay tại đây. Khi mà chúng tôi thử đó, chúng tôi đều có những cái chất này trong đó. Vì vậy thành thử nó mới work. Đấy. Và đây là cái cell count của cái glutamin như các bạn thấy đó. Rồi. Đây cũng vậy. Các bạn thấy chưa? Cái marker đây chúng tôi có thử đây 103, tất nhiên là cái soy, cái đậu đành. Thì đây là cái H. Human albumin, cái này IVIG, cái này IVIG, APO1. Và đây, các rõ chưa? Rồi, và đây này, đây là cái peak của human albumin, serum protein electrolysis mà chúng tôi làm. Rồi, bây giờ tại sao các cái sản phẩm chức năng này làm được cái việc này? Là bởi vì các sản phẩm chức năng đều có cái gọi là tế bào. Trong đó có cái tế bào. Thì tôi mới là khi mà tôi đưa lên để mà tôi cầu chứng á, là Kiều Hoàng cell, tức những tế bào của Kiều Hoàng là những cái tế bào tốt. Tế bào tốt đó mới là gửi vô để cho RNA synthesize, tức nhiên là làm một thành một cái good protein. Để làm chi? Để gửi cái tin tức cho tới đây, cái đo đây, Stanford đo đây, với cái Orange County đo đây. Rồi, còn cái này breast cancer là của các em tôi. Bây giờ 2 năm rồi, 3 năm rồi, không có bị gì nữa hết sau khi làm. Rồi đây là cái myeloma, các bạn thấy chưa? Rồi, bây giờ đến cái lung cancer ở Việt Nam, thấy chưa? Ha? Từ 74 xuống còn, từ 8 lên 10, từ 11 0, 37 0, 55 xuống còn 13, 19 còn 0.
Rồi, và cái tất cả những cái cây này mà chúng tôi muốn đưa đây cho các bạn coi, đây là cái prostate cancer. Cái value của prostate cancer là kêu cái gì? Kêu là prostate prostate specific antigen, ok? Tất nhiên là 17.9. Bây giờ sau khi sao chữa thì sao? Chỉ 0.10. À, mà cái range từ 0 tới 6.5 là bình thường. Rồi, bây giờ tôi cũng nhắc lại cái em bé này nữa là con của gì đó. Bây giờ đây, các bạn thấy chưa? Đã được điều trị xong, không còn leukemia nữa. Rồi bây giờ ông này cũng vậy, chắc các bác đã thấy rồi. Từ 17.9 xuống còn 0.10. Rồi đồng thời cái ông này, là cái ông này ổng chết. Coi như ổng ở tại bệnh viện. Thì cái bệnh viện cũng sình lên như ông Thường Hòa, Thích Quảng Thanh. Rồi bệnh viện gửi về, biểu ông về ông nhà ông chết. Thì ngày 11 tôi gửi lên, thì bây giờ nào, thấy ông chưa? Với cái cây rồi. Rồi ngày 25, ông còn bị chết vì cái đó đó. Và ngày 16 thì cái bụng nó đã coi như là bình thường trở lại. Nhưng mà rất tiếc, bây giờ tôi kêu điện thoại. À, nghe gì đó, nghe Thu Thảo kêu điện thoại lái nói thôi, bây giờ tôi đi transfer, bởi vì transfer họ có cái chương trình trả nhiều tiền, 10.000 đô la này kia, thành thử tôi cũng có cái vậy rồi. Và đồng thời thấy chưa, các bạn thấy chưa? Thấy không? Cái này không? Thấy cái này không? Thấy cái tóc không? Thấy tóc không? Thấy cái bên này không? Không có tóc không? Thấy tóc không? Rồi đây, thấy chưa? Đó, để lấy những cái. Và cái cách này là cái cách, và tôi nói cho các bạn đây, chỉ có tôi thôi. Trong tương lai chỉ có tôi mới có cái hình con chuột này thôi. Đây là cái cục u bướu. Sau khi đã chữa trị xong rồi thì cái cục u bướu đó nó nảy ra. Thì cũng giống anh này thôi. Nó rớt xuống rồi. Coi như là đó. Thì bây giờ đây là những cái trường hợp post cancer tôi chứng minh. Đó, tôi chứng minh. Rồi. Đây là tôi nói cho các bạn nghe. Trong cái con chuột này đó, cái con chuột này là kêu là nút mau. Nút mai thì không bao giờ nó được tóc, bởi nó cũng có chất miễn nhiễm. Thành thử nó không bao giờ có tóc, nhưng mà nó có tóc. Đây, đây ông chú của tôi đây. Ông này người sống không bao tử đây. Ông ở nhà với tôi, tóc đen lè, thấy không? Thấy cô này chưa? Bây giờ không có tóc. Thấy cái ông này không? Ông này ông mừng lắm. Ông nói hồi xưa tóc bạc, bây giờ tóc ông hơi đen đen. Thì không biết có tóc đen không, nhưng mà ông mừng ra ông là coi như là bị tiểu đường. Rồi, bây giờ răng cancer tôi cũng trình bày cho rõ. Để cho các bạn thấy đây, những cái trường hợp răng cancer của tôi đây. Đó, những cái. Tới khi tại sao tôi đưa cho các bạn cái răng cancer? Bởi vì cái răng là cái điều quan trọng. Trong đó ba cái điều quan trọng là cái trái tim, cái rồi cái phổi. Đấy, rồi đó là no, răng. Rồi đây, những cái mà người ta đã xong. Khi lý do tại sao mà cái này được như vậy? Là bởi vì trong cái vấn đề plasma chỉ có 55 cái new protein. Nhưng mà nếu một cái grape là chúng ta tới 1299 cái nặng. Thành thử dầu cho một con virus hoặc là dầu một cái virus loại gì, chúng tôi cũng thể đều có thể lo được hết. Và đồng thời những cái này chứng minh cho thấy biết là trong cái con người của mình chỉ có 155 protein thôi. Nhưng mà đây các bạn thấy chưa? Tất cả những cái total protein, những cái discovery protein mới của tôi đây. Tôi discover, cái đó là discover rồi. Cái này new protein và tôi file đây. Chẳng hạn như trong cái rate 959 cái gọi là tế bào mới. Đó, rồi. Và đây là những cái gọi là cái patent của chúng tôi. Cái bằng cầu chứng đó. Các bạn thấy không? FDA thì nó không có. Nhưng mà bên này, mấy ông mà cho bằng chứng, ông nói effective treat the diabetic in the human, tức nhiên là chữa trị một cách rất là hiệu nghiệm cho những người bị tiểu đường. Và như tôi nói với các bạn là Kieu Hoang Janet is your insulin. Ok, các bạn nhớ rõ cái điều đó. Và đồng thời tôi cũng có một cái patent khác điều trị một cách hiệu nghiệm cho ung thư máu, leukemia. Đây tôi chứng minh cho các bạn thôi để các bạn thấy rằng trong cái những cái sản phẩm đó chúng tôi đem ra chúng tôi thử chuột, chúng coi cái tế bào như thế nào, bi lymphocyte như thế nào. Đây của chúng tôi đều có hết. Này đều có. Các bạn nói chưa? Rồi.
Và đồng thời tôi chứng minh cho các bạn đó. Các bạn thấy cái này là vehicle control. Vehicle control là cái gì? Cái những cái chuột này đó, họ chỉ chích cái tế bào ung thư thôi. Và cái này thì họ là chích và không phải chích, mà họ dùng một cái thuốc kêu là cyclophosphamide để chữa trị cái này, cái leukemia. Các bạn thấy cái các con ruột của tôi không? Có thiếu con nào đâu, phải không? Cái này là gọi là therapeutic, tất nhiên là vấn đề chữa trị. Đó. Còn cái bên này là prophylactic and probiotic, cái này là KJ prophylactic. Cái này là coi như là ngăn ngừa. Đó. Và đồng thời, chúc các bạn thấy chưa, tôi đã nói rất nhiều lần, ai mà bị ung thư đó thì mình cần phải suy nghĩ cho chín chắn. Cái vàng này đó là coi như là cái thuốc đây. Cái thuốc bên kia 75 ngày chết. Cái mà cái ung thư không á là 150 ngày chết. Cái group 2KJ của Hoàng Kiều tới được 300 ngày chết. 300 ngày mới là không chết, coi như là sống đó. Rồi cái xanh này là 103 tới 400 mấy chục ngày mới sống, vẫn còn sống, gọi là cái survival rate. À rồi tôi quên nói cái này rồi. À đúng rồi, chứ tôi nghe vậy rồi. Bây giờ tất cả những cái này tôi chứng minh cho các bạn để các bạn thấy là mỗi cái sản phẩm chúng tôi đều có chữa được một cái loại cancer như vậy. Và để tôi kết luận một lần nữa, tôi nói những cái tôi thấy thường thường tôi nói ông Nguyễn Ngọc Nhàn, ông nói là cái tế bào chết, tôi sẽ bảo đảm chi về tế bào ung thư chết không có bao giờ chết, tế bào không bao giờ chết, tế bào là normal. Và đây cái tế bào ung thư, cái tế bào của cái plant, coi như là cái cây cối, tế bào động vật và tế bào của người. Đấy. Bây giờ chúng tôi xin kết luận là chúng tôi sản xuất một cái thứ kêu là sản phẩm chức năng, bao gồm cả hàng nghìn cái tế bào tốt của Hoàng Kiều. Chúng tôi không có lấy làm ngạc nhiên để việc được biết rằng những cái sản phẩm của chúng tôi có thể làm việc thôi, nghe tôi bảo các bạn đừng có treat effectively mà cái rắc rối với FDA đó, có thể làm việc cho những con virus, cho cái ung thư và cho tất cả những cái bệnh tật. Những product chúng tôi chẳng những work trong vấn đề ngăn ngừa, cũng giống vấn đề therapeutic và vấn đề chữa trị đó, đại ra như vậy. Nó cũng là coi như là có hiệu nghiệm hết. B cũng được, hepatitis B, DNA, RNA cũng được. Và tất cả một nhiều loại vi khuẩn khác nhau như chúng tôi đã làm trong cái 10 cái bệnh nhân của chúng tôi. Trong đó có hai cái cây coronavirus, một cây respiratory virus, which is the family of SARS. Cái phổi, cái tim và cái cặc chúng tôi đều có thể fix được hết. Và chúng tôi muốn cảm ơn ông Thượng nghị sĩ Renpo đã giúp chúng tôi để đưa cái này. Và chúng tôi muốn rằng để Tổng thống Donald Trump và Senator Renpo khi đưa cho CDC, CDC và NIH sẽ đọc cái này. Và để coi như là để làm gì? Để cho cái tình trạng hỗn loạn, cái tình trạng sợ sệt của trên toàn thế giới còn nữa, và để giúp cho cái nền kinh tế của thế giới được hồi phục trở lại giống như bình thường, để chúng ta không có một cái gì gọi là phải lo hết. Và tôi cũng yêu cầu các bạn đừng có nghe Hoàng Kiều nói như vậy rồi các bạn cứ đổ vô rồi muốn hỏi mua cái này mua, xin lỗi các bạn, hiện tại bây giờ chúng tôi cũng đừng lo. Và sau khi CDC thử xong rồi thì cái vấn đề chính là chúng tôi phải lo cái bảo vệ cái sức khỏe và của những người dân trước. Những cái người nào bị trước thì chúng tôi lo, và những cái nước nào mà bị trước để chúng tôi lo. Còn các bạn cứ đừng có lo sợ. Tôi nhớ lại một lần nữa, đừng có lo sợ. Dầu cho các bạn có mang khẩu trang, nhưng mà khi các bạn hít vào, gặp ai đó hít vào thì các bạn cũng mệt.
Thành thử tôi một lần nữa tôi cảm ơn các bạn. Bây giờ cũng đã có quá được 5 phút rồi, nhưng mà cái này là cái chương trình mà chúng tôi rất đúng. Và chúng tôi xin cảm ơn các bạn một lần nữa nghe. Và bây giờ tôi nhớ nghe, Hoàng Kiều không còn nói tiếng Việt nữa sau cái vụ này, sau khi Tổng thống Trump rồi đó, là bây giờ chơi tiếng Anh rồi. Rồi các bạn nha, và thành thật cảm ơn các bạn. Một lần nữa xin tôi lạy lục các bạn làm ơn, làm phước, bầu cho Janet Nguyễn và bầu cho Polito và bầu cho những người mà chúng tôi muốn các bạn bầu. Thế nhất là Đinh Trần của chúng tôi ở tại tiểu bang Massachusetts. Một lần nữa xin chào các bạn nha, cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.